Chào các bạn. Hiện tại thì khi mà các bạn gắn ở RAM ở trên mainboard ấy, thì các bạn phải chú ý cho mình khi mà gắn RAM đối với trường hợp là main có nhiều thanh RAM, ví dụ như ở đây chẳng hạn. Cái main này thì nó có hỗ trợ 4 khe cắm RAM, phải không ạ? Thì khi mà cắm RAM để RAM nó chuẩn ấy, thì chuẩn có độ đua, ví dụ như các bạn gắn hai thanh thôi chẳng hạn, có độ đua thôi, thì các bạn phải chú ý này, ở trên này nó có đề là ABCD, nó đề ABCD ở đây ấy, thì các bạn phải chú ý là khi mà các bạn gắn A thì các bạn phải gắn vào C, ví dụ như các bạn gắn vào A này chẳng hạn, gắn A này thì các bạn sẽ phải gắn vào khe C là khe này, được chưa, để cho nó có độ đua của cái thanh RAM các bạn nhé. Đấy, còn đối với trường hợp các bạn gắn vào B thì các bạn gắn vào D cho mình. Đấy, ví dụ như ở đây có 4 khe cắm RAM. Đối với main có 4 khe cắm RAM. Đấy, thì các bạn để ý này này, thì nó có A, B, AB, ABCD, phải không ạ? Đấy thì nó có 4 khe cắm RAM, còn các bạn có 4 thanh RAM ấy thì các bạn gắn hết vào thôi, được ạ? Đó, nên gắn thanh RAM có cùng bộ nhớ các bạn nhé. Có cùng bộ nhớ, ví dụ như các bạn có 8GB thì các bạn gắn 8GB, các bạn có 4GB các bạn gắn hai thanh 4GB, hoặc là có 16GB các bạn gắn hai thanh 16GB vào. Chờ anh tí. Đấy, đó là cái thông tin cho các bạn, ví dụ như ở đây bên này có, chúng ta có thể gắn được như vậy thì các bạn gắn vào nhé. Vài BIOS của máy, khi mà vài BIOS của máy ấy thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có gắn đủ cái RAM nó chạy đua hay không. Thì các bạn xem này, vào phần System Information này. Đấy, khi mà vào System Information ấy, thì để có độ đua ấy, thì thường ấy, ví dụ như máy này đang gắn này, RAM thì ở đây đang có chế độ Memory Channel Mode này, thì nó đang ở chế độ đua. Bạn thấy chưa? Đua. Đấy, thì tổng RAM của nó thì hiện tại nó là rơi vào 20GB, vâng ạ, nó đang đua ồ channel. Thì ở đây các bạn thấy là nó có gắn ABCD theo thứ tự, là ABCD theo thứ tự ở trên này này, nó có chữ ABCD, các bạn thấy chưa, ABCD này, CD, các bạn thấy chưa. Đấy, khi mà gắn ABCD này ấy, thì ở đây ấy, nó đang đua, phải không? Nó đang đua. Thì ở trên này ấy, nó là thanh số 1 là thanh A này này, mình đang gắn là 4GB. Ví dụ như thanh B này thì mình đang gắn là 8GB. Và thanh D này cũng đang là gắn là 8GB. Đó. Thì nó đang đua ở giữa B và D, là nó phải so le. BD là nó đua. Còn ví dụ như thanh A và thanh C nó đang không có một slot C thì chúng ta kệ, được chưa, không liên quan đó. Nhưng mà để ví dụ như có ba thanh ấy, thì để cắm gắn tối ưu nhất chẳng hạn, ví dụ như nhiều bạn hỏi là gắn ba thanh như thế nào, để gắn tối ưu nhất thì các bạn sẽ gắn A vào C hoặc là B vào D, còn thanh còn lại các bạn cứ gắn vào A hoặc là C. Như trong trường hợp này ấy, mình đang đua ở giữa B và D, hai khe này nó đua nhau BD và đua AC, được chưa? Đó, thì nó đang đua như vậy. Đấy, đang đua như vậy. Đó, các bạn thấy chưa? Nó đang đua. Đấy. Thì để biết được như vậy thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang đua. Đó, để các bạn thấy rõ các bạn nhé. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn nhé, và hẹn lại bắt đầu video lần sau.